Chào tất mọi người ha. Thì bây giờ mình sẽ có một câu đố này cho mọi người ha, nhưng mà sẽ có quà. Thì quà thì mình cũng vẫn sẽ tiếp tục mình nuôi cho đến khi mà hết dịch, mình sẽ giao cho anh em. Thì trên tay mình có một cái bộ đồ bảo hộ. Thì đố anh em bộ đồ này mình sẽ dùng để làm cái gì và mình làm cái gì ha. Anh em nào đoán trúng trước khi mình ra cái video về cái bộ đồ này thì sẽ có quà nha. Thì cái này đó là mình không cần anh em phải là đăng ký kênh hay là cái móc kênh của mình đạt bao nhiêu thì không cần hết. Thì anh em chỉ cần comment bên dưới là sẽ là mình sử dụng bộ đồ này để làm cái gì, hay là mình mặc bộ đồ này để làm cái gì đó, thì anh em cứ comment bên dưới thì mỗi người sẽ dự đoán được một lần. Thì mình sẽ tặng cho anh em một con chiếc chè lửa mái con của mình. Thì anh em cũng biết rồi, chiếc chè lửa mái con của mình thì giá bao nhiêu rồi ha. Thì nói chung là mái con đó thì mình đã làm giống, thì mình định là cũng sẽ làm mini game cho anh em chơi, thì anh em khỏi lo, mini game cũng sẽ có sao. Thì tại vì bây giờ thì mình vẫn đang nuôi nên là mình sẵn mình có này thì mình làm một cái gì đó chơi cho vui với anh em, chứ bữa giờ thì không thấy ai tham gia gì hết thì cũng rất là buồn. Thì bữa nay thì mình sẽ làm một con lửa mái nha, lửa mái chuyền của mình. Thì nói chung là chim ăn uống mạnh khỏe thì khi qua dịch mình sẽ giao, còn nếu anh em mà không đoán trúng á, thì nó sẽ ở lại với mình và chờ lại tới mini game đợt sau ha. Thì cái này thì cũng là cái mini game nhỏ thôi. Đây mọi người ha, bộ đồ thì mình cũng nói chung là mọi người thấy không, hút chân không rất là kỹ ha. Rồi anh em bây giờ mình sẽ xin thức cái video tại đây để anh em dự đoán. Thì cứ anh em là dự đoán trước khi mà mình ra cái video về cái bộ đồ này thì sẽ mới có quà nha. Còn thí dụ mà khi mà ra sao mà đón trúng thì sẽ không có quà gì hết nha mọi người.